chạy nữa. Chạy lại. Chạy đây chạy đỡ đi, chạy nữa tay chứ. Ô đai cũng được. Phải ô đai cho nó bền. Để ra ba cái mạc lúc lắp ráp đó còn sót trọng ra bền. Chạy đúng cái thật là đúng nào cũng bền chứ. Nói vậy ha. Ủa là mấy cái có cái máy này nó khác gì ba không? Lời khác nào? Thì nó đợi đóng lốc heo vậy. Đóng lốc mà nó ấy còn cái kia nó không đóng. Nó đợi á. Rồi nó ra nó rẻ hơn chính phải không? Rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn nhiều luôn á. Rẻ hơn 2 triệu rồi. Cái tôi ba bán cái đĩa nó sợ không chết, nó mới nó khỏe thôi. Cái đĩa hết thời vàng son rồi. Giờ còn dư âm. Hên xui, còn này hư 20 cái thì luôn. Cái về tạm không được. Phải chịu. Tôi cảm kìa, mấy nó xui kìa. Cái đĩa kìa. Này nó có để nhà sản xuất không? Có, trong thùng á. Thường thường để 5 là nhiều. Trong có thùng quá anh. Thường thường để 5 sản xuất là nhiều, ngày nó chặn ngày quá. Hút ẩm mà. Nó không xét luôn à. Ừ, có nhiều nước hút vừa thôi, vừa phải thôi, nghĩa là để trong kho lâu ngày á, rồi chứ mà dội nước vô chịu đâu nổi. Trong kho ngoài như kho kho không hay thấm thoát hơi á, ẩm là nó ra thành hơi luôn á, khí nóng á. Máy mới này về chắc là khi chín nó chắc bon dính vô nhà đầu á, chấm móc rồi hả? V125 12 ngựa rưỡi 2400 vòng trên phút. Sản xuất lắp ráp tại Made in Việt Nam nha bà con. Mới khỏe bà con ơi. Hư 20 chặt đổi mới thôi. Luôn. Nào gì vậy? Ê, nhớ con ok lắm đó nha. Nhớ chị đã lắm à. Nhớ con hãng luôn. Tôi đi chợ mua đồ chưa về nè, đi mua mấy một tí chưa về nữa. Nhớ là mua bán chạy là ok lắm à. Chịu khó về mua cái canh nhất của Thái là canh nhất 18 lít hả chạy nha, đừng chạy nhất phi nha. Mua canh 4 lít một ngày được. Ờ, mà nhất có tiếng chút. 400 ngoài ngàn á. Có tiếng chút nha. Đó. Nó bền hay không mà vô nhất đó. Ừ. Ê, mua nhất Thái xài đi. Thái Lan luôn kìa. 500. Mấy lít, 5 lít à? Không đâu, nó 3 lít tà, nó chăm đủ máy à, Thái nó làm đúng nó à. Ở nhà còn... Ờ, ráng chăm đó cho tôi bền cái máy. Máy này để rõ rồi ta, không lái dữ mình xuống đầu dần ngủ lên. Nhà xài gì? Vô ngủ. Không, ở nhà xài máy gì vậy? Chu. Trời đụng cái gì? Xu mấy? Xu 85. Ê, 85 là chừng tương đương với này đó. Nhẹ hơn. 85 nhiêu ký? Nó 116 ký rồi. Lại ở này có 110 mấy vậy? Này 106 ký, 103 mấy à? 105 ký à? 105 à? Ừ. 105 chưa dòng nhớ. Ừ, đúng rồi. Nhất mới à. Ai đây ai mà xích được, có nhất mới đồng hòa. Này công ty lớn mà ai mà bán nhất cũ cho anh luôn rồi trời. Sao thấy này nè. Đúng rồi, nhất phải là trong cái bệnh anh phải thấy vậy vậy. Anh muốn coi trên nhớ trên mời nó còn mới hơn nhất này nữa. Trong hơn nữa. Dạ, trên mời cho cái bệnh như vậy. 100 giờ nên làm vệ sinh lực gió rồi bà con. 100 giờ làm vệ sinh lực gió. Test thử Wikinoi V125 chữ 2 là khúc xéo bà con. Khúc xéo là ổ quay nằm bên hông á. Nửa lít nó đi đặng cho nó tại vì ban đầu nói chú rồi mà sao không được. Để ông đủ nó chạy.
thì chỉ chạy đâu đai thôi, anh về anh chăm thêm nữa mà. Chạy đây về mai tôi xả bỏ luôn. Không, nhớ thì cũng đủ rồi. Chỉ đủ 2 đến 8. 28 23 gì đó. Đổ nước dễ nhiệt hết, nước mưa. Mưa. Giảm giá tuyệt vời luôn á. Không biết bán cái này chứ mà không có gì luôn á, giảm giá hết ra cho anh luôn rồi đó. Gì? Nó giảm giá hết ra. Cái con này giờ đủ chi phí mà giảm dữ lắm, mà giá thấp nhất luôn. Nó dễ biết để nó giảm bớt giá là phải giảm bớt cái chi phí như thế này, nó tính tiền cho dễ vậy cho anh không? Có mấy nhưng mà đúng rồi, đúng tên rồi, nhưng mà nó đã tính tiền cho chồng rồi nữa không? Phải tính chứ. Không được. Trơn à, tính trước trơn à, đâu nó đâu bỏ tiền không cho anh đâu, dễ gì. Em bán mấy miếng mà đâu ai bỏ không đâu, nhưng mà giảm bớt chi phí cho bà con luôn. Phải giảm tuyệt đối mới nhiều cho bớt chi phí. Đây chưa? Dễ gì đây? Đi về nhà tập. Thử máy cho chạy đi. Quay nhẹ cho nó bơm máy chưa? Nhớ không? Nó bơm nó quay chạy luôn. Anh đi ăn chút cho nó heo bét làm gì đi. Rồi ok luôn. Xả vô bột không? Không, đợi nó dễ. Con này xả gì chứ? Quên, nó có cái này hết dòng là đổ vô chạy. Hết rồi, chạy đừng để hết nè, uổng. Hết mau hư. Cháy bét. Cháy bét.